Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tọc CC. Mà chúng ta tiếp tục với bài 30.5 tại bài tập GS27 trong phần xử lý chuỗi. Các bạn mở VS Code, tạo thư mục bài 30.5, tạo index và file main, link file main vào trong file index, chúng ta code trong file main như bình thường. Đề bài tập 27 trong một chuỗi như sau. Đếm từ tôi trong chuỗi trên. Các bạn vào danh sách phát JavaScript, tìm bài 30.1. Đây nhá, bài 30.1 này. Chọn vào thêm này. Và copy chuỗi 327. cho C, quay trở lại vết code. Viết vào đây, lưu lại. Chúng ta cần hai cái biến. Content này. Đầu tiên sẽ là biến target word, ý là cái mục tiêu mà chúng ta muốn tìm kiếm. Cái từ chúng ta muốn tìm kiếm là từ tôi, đúng không? Sẽ bằng cái kép này. Tôi, lưu lại. Cái thứ hai là chúng ta cần đếm từ tôi. Các bạn khởi tạo một cái biến đếm bằng không ban đầu. How bằng 0 này. Bài này có khá nhiều cách giải và mình sẽ chọn một cách để chúng ta có thể ôn tập lại cái phần lý thuyết về cắt chuỗi mà các bạn đã học nhá dùng for để duyệt chuỗi này các bạn thấy là có một quy tắc chung đó là tất cả những cái bài liên quan đến xử lý chuỗi chúng ta đều phải để duyệt chuỗi từ đầu đến cuối để kiểm tra đúng không for này let y bằng không cho y chạy từ không cho đến y nhỏ hơn a chấm len tức là chạy từ đầu đến cuối chuỗi a này đúng không mỗi lần lập tăng biến y lên một y cộng cộng vào nhọn này enter xuống các bạn dùng kiểm tra này nếu nếu mà a chấm slide slide dùng để cắt chuỗi đúng không các bạn truyền vào thứ nhất là y này cứ ghi đi chúng ta giải thích sau y này cộng với target word chấm len thì cái target chấm len này nó trả về độ dài của chuỗi target word. mà target chúng ta đang là ba ký tự đúng không thì cái chỗ này này sẽ trả về ba rồi bạn thoát ra ngoài dung ngoặc này thực sự bằng target word. chúng ta sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là cắt chuỗi ở trong cái chuỗi này và so sánh với thử từ tôi chính là cái biến target word này nếu như mà đúng thì tăng biến đếm lên một tức là cao cộng cộng như vậy kết thúc vòng for này chúng ta đã đến được từ tôi ở trong chuỗi a bây giờ xuất ra thôi lớp này vòng tròn chúng tôi phải ngay dưới phím ESC bách tích số lần xuất hiện của từ tiếp bốn này hoặc nhọn này target word trong chuỗi là hai chấm cách ra đô la hoặc nhọn này xuất biến cao ra lưu lại kích vào câu like kết quả số lần xuất hiện của từ tôi trong chuỗi là ba đúng không thử thêm vào nhá tôi này thêm một từ nữa này f 5 này là bốn này thử xóa dấu cách nhá đây mình cố tình viết liền nhau với từ trăm này lưu lại này f 5 này vẫn đếm được là bốn đúng không mình sẽ trả lại chuỗi ban đầu nhá và đi giải thích này. Đầu tiên là vòng for cho y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn a chấm len. Đoạn này sẽ chạy theo vị trí index từ 0 cho đến hết chuỗi. Các bạn quen thuộc rồi, đúng không? Vì len là độ dài của chuỗi, nó luôn bắt đầu từ 1. Chúng ta đến từ 1 đúng không? 1, 2, 3, vân vân. Còn index, vị trí index thì bắt đầu từ 0, 0, 1, 2. Chính vì vậy, cái vị trí index luôn luôn nhỏ hơn chiều dài của chuỗi. Một đơn vị, đúng không? Cho nên chúng ta chạy y từ 0 này đến y nhỏ hơn a chấm len tức là chúng ta đang chạy theo vị trí đích từ đầu cho đến cuối chuỗi các bài trước thì chúng ta đã làm rồi mấu chốt của bài toán sẽ là cái dòng if này kiểm tra xem cái khối mà chúng ta cắt so sánh với biến target word mà biến này đang có giá trị là tôi tức là chúng ta sẽ cắt một cái đoạn và so sánh với cái từ target word này nếu nó trùng thì chúng ta tăng biến đếm lên như vậy mấu chốt là chúng ta làm sao để hiểu được cái đoạn này nó cắt được cái từ tôi để so sánh đúng không phần lý thuyết về slide chúng ta đã học ở bài 29.2 bây giờ nhiệm vụ của các bạn này các bạn hãy xem lại bài 29.2 xem lại phần slide để xem cái phần đó mình đang cắt như thế nào để các bạn tự hiểu nhé tự phân tích trước đi để xem là cái bài toán này mình đang giải quyết sử dụng slide thế nào mà nó đếm được từ tôi các bạn có thể là xem lại lý thuyết này sau đó thì chạy đi bước thử để xem là cái chương trình nó chạy từng bước một như thế nào xem trước khi nghe mình giải thích nhá hy vọng là các bạn đã dừng clip và đã tự phân tích được tại sao mình dùng slide lại đếm được từ tôi ở trong chuỗi Phương thức slide dùng để cắt chuỗi trong chuỗi gốc trình truyền vào. Có hai tham số là begin index và end index. Ví dụ chúng ta có chuỗi S4 như sau. Dùng slide truyền tham số thứ nhất là một, tham số thứ hai là 4. Có nghĩa là nó sẽ cắt chuỗi con từ chuỗi S4 này lấy từ index 1 đến sát 4. Sát 4 tức là 4 1 bằng 3. Tóm lại, hiểu là nó sẽ cắt từ index 1 cho đến 3. Đọc lại này, từ index begin. Đến sát end index. Cắt từ 1 đến sát 4. Kết quả là chúng ta sẽ lấy từ 1 đến 3. Index 0 này. Index 1 này. Index 2 này. Và index 3. Và kết quả của cái đoạn này. Sẽ ra biến S5. Sẽ là 1, 2, 3. Đúng như chúng ta đã phân tích. Debug để giải thích nhá Các bạn đừng suy nghĩ bằng đầu không. Chúng ta thấy khó hiểu. Thì chúng ta debug từng dòng 1. Để xem nó chạy như nào. Con dẹp này. Run nên debug này web app Chrome này sửa post thành 5500 lưu lại này tắt đi rồi chạy này dấu nhắc lệnh đang ở dòng số 7 phải tạo biến A thôi đúng không lệnh này phải tạo xong A à, đây lệnh này phải tạo target word đây lệnh này phải tạo biến đếm bằng không ban đầu rồi đến mẫu chốt vấn đề này vòng lặp for bạn bôi đen thằng Y này add what để xem đây nhá Y đây à, bôi đen cái thằng A chấm leng AdWords để xem này. Rồi. Kiểm tra luôn cái biểu thức y nhỏ na chấm đen này. Vòng for có lẽ các bạn biết hết rồi đúng không? Tôi chạy này. Đầu tiên là khởi tạo y bằng 0, cho nên y đăng nhận giá trị là 0. Đúng không? Y bằng 0 này, thỏa mãn điều kiện y nhỏ na chấm đen, cho nên thực hiện khối lệnh của for ở trong này, dòng 12. Tiếp tục này, nó kiểm tra cái chuỗi cắt này. Các Bạn bôi đen cái thằng TargetWord word chấm đen. Lưu lại này, bạn thấy không? bằng 3 Bởi vì target word là chuỗi này Mà độ dài của chuỗi này đang là 3 ký tự Cho nên target word chấm len trả về giá trị là 3 Đấy ạ Y chúng ta có chưa nhỉ? Đây rồi Kéo đây đi, gần đây Rồi Tiếp này Để nó kiểm tra thêm như nào này Để các bạn xem là cái slide Đây bộ đen nhá Hết phần ngoặc này Ăn quát để xem này Xem là cái slide Y phải Y cộng target word len là nó ra cái gì? các bạn nhìn nhá slide có hai đối số một là y y hiện tại đang ở không tức là chúng ta lấy từ vị trí đấy không đúng không vậy lấy đến sát cái vị trí n index này đúng không tức là lấy đến thằng này trừ đi một mình sẽ bôi đen cái này này add nữa này hiện tại thì không không này đây là không này cộng với target wood len là bằng ba không cộng ba bằng ba tức là chúng ta lấy từ vị trí index không cho đến ba trừ một tức là lấy từ từ không cho đến đến hai đúng không? Mà từ không đến hai là cái gì? Không này một hai chúng ta lấy được luôn cái từ tôi đầu tiên này đúng không? Để các bạn thấy thì chúng ta sẽ bôi đen cả cái từ a chấm slide này để xem kết quả nó ra cái gì nhá. ở đây bôi hết cái phần uh, thao quất len và dấu ngoặc nhá bôi đủ này, ăn quát này. Các bạn thấy không? Nó trích lọc được cái từ tôi. Có cần giải thích lại tại sao nó ra từ tôi không? Nói lại lần nữa nhá. B[i]index y đang bằng 0, cắt từ 0 cho đến 0 cộng với targetword.len. targetword.len đang bằng 3, như vậy 0 cộng với 3 thì cả cái đám này có phải end index của chúng ta đang bằng 3. Không? Chúng ta sẽ cắt từ 0 cho đến sát 3, tức là cắt từ 0 cho đến 2. 0 1 2 và kết quả cả cái vị cụm này này nó sẽ ra là là tôi. Tôi thì thì bằng targetword hai giá trị này bằng nhau tức là biểu thức này trả về chu đây bôi đen này bôi nhiều quá đến đâu nhỉ đến đây ăn quát này đây bạn xem này chu đúng đúng không bởi vì tôi thì bằng tôi hai chuỗi bằng nhau vì nó đúng cho nên nó nhảy vào thực hiện khối lệnh của if là dòng 13 này và tăng biến đếm lên một Khao đang là không này đây này đấy dấu nhắc lệnh đang ở dòng số 13 dòng này chưa được thực thi đây cái này bạn thấy không Khao tăng lên một được chưa ạ Tiếp tục này. Y lúc này nhảy lên 1 các bạn nhìn thấy không? Y bằng 0 thì bây giờ tăng lên 1 bởi vì y cộng cộng mà. Tăng lên 1 thì chỗ này là 1 này. Chỗ này sẽ là 1 cộng với 3 thì kết quả ra là 4. Lấy từ index 1 cho đến sát 4. Tức là lấy từ 1 đến 3, tức là như này. Không này. 1 này, 2, 3. Kết quả chúng ta lấy được từ ôi và dấu cách. Đây. Ôi và dấu cách. Đấy thì cái chuỗi này nó sẽ không khớp với cái target word cho nên cái biểu thức này này, nó trả về phô. phô. này, đúng không? Vì nó phô cho nên nó không thực hiện khối lệnh của if mà quay trở lại vòng for luôn. Nhìn này. Đấy. Đấy. Quay lại vòng for thì y tăng lên giá trị là 2. Y tăng lên 2 chúng ta cắt từ từ 2 cho đến 2 cộng với 3 là 5. Đúng không? Đây 5 này, này. Từ 2 đến sát 5, tức là từ 2 đến 4. 0 1 2 này. Hai đi nhá. 3 4. Chúng ta cắt được chữ Y, dấu cách và chữ C. Đây. Y, dấu cách và chữ C. Hiểu nguyên tắc chưa? Nhá. Nó cứ thế thôi, nó cứ lên 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 dần lên. Và khi nó cắt đến cái đoạn này này, mình sẽ nách nhanh nhé. Để đây. Nách này. Nó cứ so sánh không khớp này. Bạn nhìn này. Nó sẽ trả về phô. Cứ phô thì nó sẽ nách và tăng Y lên. Y bao nhiêu rồi? Mình không nhớ nữa đâu. Thì chữ học rồi. Đây này. Học rồi. Đấy, cắt được chữ học C rồi đúng không? Tức là chỗ này này, Đấy, gần chạm đến từ tôi rồi này. Các bạn nhìn cái này này, các bạn hiểu này. C cách tôi này. Là cái này, đúng không? Nó cứ lân dần, bởi vì nó lân ba ký tự một mà. Đây này, nó cứ tăng dần lên này. Dần dần nó sẽ chạm đến cái từ tôi này. Đây này. Đấy này. Đấy, đấy. đấy, cách T O đấy. Thì chính là cái này, cách T O đây. còn tiếp tục nó sẽ lân đến cái từ tôi. Phần đây này. Đấy. Nó lại lân từ tôi. Tôi thì lúc này trùng khớp với cái từ tôi ở cái biến target word cho đến trả về chu. Trả về chu thì lại tăng đi đếm các bạn nhìn này, đang khao một này. tăng này. Thấy nhá. Dấu nhắc lại đăng 13 này, lệch phát nữa này. Đấy, cao tăng lên 2, đúng không? Tiếp tục nó sẽ lần đến như thế và dần dần nó sẽ đếm được cái từ này, nữa là 3. Quy tắc hoạt động nó chỉ vậy thôi nhá. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 27. Yêu cầu của bài toán này là các bạn hiểu chi tiết từng dòng lệnh một thế là được. Một số bạn sẽ thắc mắc là ngay từ đầu các bạn không nghĩ được hướng giải đúng không? Không biết từ hướng đi, nó không sao cả. Bởi vì cái hướng đi là do chúng ta làm nhiều bài tập rồi dần dần chúng ta khác sinh ra cái tư duy và chúng ta áp dụng được sang bài khác thôi cho nên cái yêu cầu của những người mới là gì là hiểu được từng dòng cốt như thế là ok lắm rồi được chưa ạ nhá cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công